thế luôn em buổi chiều nha, quá đẹp luôn anh chị. Màu đen là cực kỳ mạnh mẽ nha và nam tính nha, nhưng mà nó không được sáng rồi. Camera sẽ mờ quá ta. Đó, sáng rồi đó. Đó, Innova G đen 2.7, chất xe tuyệt vời đẹp, đúng xe gia đình, không taxi, không dịch vụ, đồng tiền đi đâu với chất lượng. Có nhìn em mình quay mình nói xe này 235, có nhìn em trả có 100 mấy à. Anh em tưởng xe này xe gì hay gì á. Xe này là xe gia đình nè, không lỗi nè, và xe đẹp nè, vô lăng cực kỳ mới nè. Và anh em mình trên video, anh em đừng có suy nghĩ là ừ xe nó đẹp hay là xe nó xấu. Mình nhìn mình chỉ đánh giá được khoảng 80% thôi. Anh chị phải đến đây thực tế, mình phải mua chiếc xe cũ, phải đến đây mình chạy thử, mình lái thử, mình nhìn mình trải nghiệm. Trời ơi, có nhiều anh em vô nó trời ơi, em hình thấy bán xe giá rẻ xe đẹp nha, mà cũng chưa chắc xe đẹp đâu nha. Phải đến đây xem. Và có nhiều anh em nói là ừ xe cao quá, không biết xe ngon hay không, chắc xe này nhìn thấy nó tối tối chứ không đẹp. Nhưng mà cũng chưa chắc là không đẹp đâu, phải đến đây coi thực tế mới đúng anh chị ơi. Đó, mình nói là nói từ cái chuẩn, nói từ cái tâm anh chị nha. Đó, anh chị mình muốn mua chiếc xe nào đó, anh chị phải đến đây lái thử, chạy thử đi, anh em mới biết được cái kết quả và cái chất lượng chiếc xe như thế nào. Đó, như xe này để anh em mình 235 còn bớt còn giảm nè, có cho nợ nè, có bán góp nè. Đó, có giao lưu nè, có trao đổi nè, anh em cứ đến đây xem tham khảo lái thử, chạy thử vô tư với em Thịnh nha. Lòng về máy về riêng 100% luôn nè anh chị. Một chiếc xe đẹp tuyệt vời luôn. Đó, anh em nhìn cái dàn vô lăng. Anh em nhìn vô lăng anh em đi không nổi luôn. 206 mà đẹp vậy á. Cái dòng mà Innova G 206, 207, 208 em còn tới 4 xe ở Bến Tre và 2 xe ở Sài Gòn. Anh em cứ qua tham khảo lái thử, chạy thử với em ha. Hai dàn lạnh nè, nội thất cực kỳ đẹp nè, túp lô túp ly nè, chuẩn quá trời chuẩn luôn. Đó. Atip đó nè anh chị, Atip này để cho anh chị mình với số tiền à, nhân viên lóc cửa rồi. Atip này đăng kiểm tới cuối năm nay luôn nè anh chị. 1.8 để anh em mình 158 triệu. Cụm đèn tuyệt vời đẹp luôn, sơn si mới tinh, mới quýnh bát cả xe luôn. Anh em mua về sẵn đi nha. Bao xài, bao chạy, bao chén, bao quay đầu, có giao lưu, có trao đổi, có góp, có bán nợ, có dạng gì ta? Có dạng mà cho anh em mình hả? Trailer với em luôn. Đó. Đổi xe thoải mái vô tư ha, lấy xe lớn đổi với em nha, lấy xe nhỏ đổi với em vẫn được luôn nha. Xe vừa đăng kiểm luôn nha, xe này cũng vừa đăng kiểm luôn nha. Hai xe đều là màu đen luôn nha. Ở đây có thêm một xe màu đen Carnival nữa nè anh chị nha. 179 triệu nữa nè nha. Ghế điện máy ngon nè nha, ghế xoay luôn nè, chạy sướng luôn. Mâm lớp vỏ cực kỳ ok luôn, bao xài bao chạy luôn. Đó, bên em còn quá trời xe luôn anh chị ơi, anh chị qua lựa thoải mái và vô tư nha. Anh em nào mua xe hay gọi với số nhân viên bên em nha. 0866678971 nha. Gọi không được thì gọi em thêm số của em nữa nha. 0397026935 nha. Bên em nhiều xe lắm anh chị qua lái thử chạy thử vô tư nha. Qua ép giá, giá nào cũng bán cho lời chút xíu là bán liền anh chị ơi. Đừng ép lỗ được rồi nha. Ép tình người ta nói câu nói là ép tình gì ai nở gì đó, ép duyên gì đó. Ép tiền ép tình gì đó không? Hả? Còn em thì không có cần tình, không có cần duyên gì hết trơn, em chỉ cần tiền thôi. Đừng có lỗ được rồi, quỳ vốn được rồi. Mùa này lỗ quá anh chị, lỗ banh xác luôn. Hồi sớm có ông anh em ở Sài Gòn xuống hỏi bữa giờ em bán lỗ hết nhiêu chiếc rồi. Các bạn mới nói bữa giờ tháng này đầu tháng về em bán được mới có 7 xe nè. 7 xe thì lỗ 1 xe là lỗ cái lời, là quỳ vốn á, nhưng mà lỗ tiền đăng kiểm với tiền dọn. Còn ông anh mình nói anh sáng đầu tháng tới giờ anh bán được mười mấy xe rồi. Hỏi mười mấy xe anh lời được mấy xe, mười mấy xe mà anh lời được 3 xe. Tính nhà mình cũng còn hên đó anh chị. Anh chị gắn qua lựa nha, nhiều xe lắm anh chị ơi. Anh chị qua lựa thoải mái vô tư nha. Rồi em cảm ơn rất nhiều, chúc em mình buổi chiều vui vẻ nha, ăn là nhiều sức khỏe nha. Anh em nào xem được alo cho em địa chỉ cửa hàng, em cứ gõ Google Thịnh Bến Tre hoặc địa chỉ 119 Bình Thành Bình Phú Bến Tre nha. Cảm ơn em mình nhiều.